rin natin. Là con gà rừng đấy, hai mình làm bé đi. Thank you.
em chạy ra để chị làm. Hai chị em đi vào để chị chờ nhé. Em thấy là mang về nhà đi.
Em đi lấy chỗ về đây tìm được thịt rồi nữa. Đi cất nồi đi. Thank you.
e ti va le idee. Quán tùm lum. Nó không, mai lại đi về tiếp à. No rồi, nó ăn nữa, cho hai con chó ăn đi. Okay.
Thank you.